không muốn lấy đâu. Vâng. Thế mai có bán sẵn không? Bán vài. Mai á? Bắt được không? Bắt được mai để đi cho nó. Mai thì bắt rồi. Mai mấy ngày? Mai 5 ngày rồi. Thế mai để cho giờ tối tối em xoay ra nó có bị mờ nhiều không? Nhưng bây vẫn phải bán vài đợt, không mời bán hết được. Nhất không bắt được hết thì lại hôm sau. Bắt vài chục con bắt giờ. Nhưng mà không bao giờ từ bây giờ rồi này. Công. Thì bây giờ đợi những con kia thì con này nó lại sáng, nó lại mở. Được được. Đưa mai lên. Mai chỉ được bắt con bắt con. Mai lên bắt được con nào bắt. Rồi, thế nào bây giờ rửa không quan trọng. Cho đúng hả? Cho đúng hả? Con bắt với con. Nó mờ nhiều không cháy chứ. Khổ quá, bây giờ mùa mờ mà nhà ai cũng phải bỏ lại. Chị nhá, vâng ông. Chị nhá, ông bắt rắn rồi đấy. Bán trứng xong nhận tiền về. Không có tiền đâu. Nhập tiền về, nhập trứng về. Nhận tiền về, nhận tiền. Đây rồi, tiền. Đây 2, 3 này. Mua cái màn mới đi. Bọt đấy. Đúng rồi, màn mới đó, tiêu chuẩn. Riêng ní ra đi. Đây là ní à? Đây ní đây. Tưởng này, tưởng này. Đúng rồi. Tưởng này. Chỉ có mỗi một ní thôi à? Đây tưởng này chắc. Đây ní này, ní này. Còn nó toàn tưởng không? Đây tưởng này. Có mỗi một tưởng, mỗi một lý thôi. Đây lý này nữa nè. Đâu? Đây. Cái này cháu lấy một lý. Lý nữa đâu? Cái này cháu lấy nhỉ? Dưới đủ. Đây 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 đây, nó bay sang đây, bay sang đây. Đây là thử trứng. Thử trứng xem như kiểu đi xoay đá quý. Đây lý đây. Bỏ sớm luôn à? Lý tưởng, lý bố rồi. Lý ổ ai cư đây chứ. Sinh về xong tước ra đấy. Đúng không? Giấy vệ sinh ấy tước ra. Rất là cẩn thận. Cẩn thận không hỏng. Sáng mà quay mà xem bà con đến bên bán rồi. Hay. Quá ngay cái tôi đi này. Có chỗ quá chạy đi thôi. À đấy, bọn con đi.
đóng này tí nó bát nó nghiêng được. Ừ. Nó đóng chặt vào nó bát nghiêng được. Ừ. Cái này